Love is love. Adios. Hey, solo, hot solo. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Bình Minh đi swap. Thì siêu video con lăng không sao của tụi mình được 1 triệu view. Thì có nhiều bạn yêu cầu đó là muốn lăng ở dưới nước. Thì hôm nay mình sẽ mình lựa chọn con lăng không sao để đi múa dưới nước. Ok, thì hôm nay tụi mình sẽ thực hiện thử thách là múa lăng dưới nước. Thì bây giờ là đi luôn. Tụi mình sẽ đi tới một cái hồ bao, nhưng mà cái hồ đó thì chủ hồ cũng đồng ý cho tụi mình là đi làm thử thách ai, nên tụi mình có thể đem lăn múa dưới hồ nước nha mọi người. Các bạn vậy thì bây giờ mình sẽ đi luôn nha các bạn. Thì bây giờ quán đường đi tới hồ bao nha. Đi lên 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 lên. Đây cái đuôi. Đây làng quân. Không quay cho mấy bạn con nữa. Đuôi. Sửa xe từng không vậy? Cột ở giữa. Bên đây nữa. Bên đây siêu rồi. Siêu hết rồi. Anh Dâm. Chờ lại cho mình siêu hả anh Dâm? Cậu dạy cho nó biết được. Dạy không? Do cái Google sợ ướt nên bây giờ mình bỏ vô đây đây. Để bây giờ chờ xíu. Thì sau một thời gian khởi động, tụi mình sẽ tiến hành múa lăn dưới nước. Quân đâu? Quân mì tàu á. Quân qua đây. Kinh lên đánh đóng này. Thì bạn múa đuôi. Đây, đây là con lăn không sao. Tự làm. Hôm nay tụi mình thử thách không biết nó sẽ ra sao. Kim đánh đấu rồi, đánh đóng cho lăn. Qua đây, ngồi đây. Đó đây. Đó, đây là cái đóng vừa mới vỉ hôm qua. Coi chừng nó ướt nó lem rồi hết nhiều. Đó, Kim Kim chỉ đánh đóng, quân múa đầu. Ê, Kim, lách chụm chân, lẹ nào là. Chị dùng dèm lên kia rồi chị lại rồi mới xuống. Kệ em quýnh vào đi, giờ ta đi, muốn làm gì làm. Go. Lăn cột cái đuôi nó cừu ấy.
lăn cầu cái đuôi bị lủng lỗ. Qua đây 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 đây. Đó. Lùi lại đây nè, quay lại đây nè. Múa chỗ đây thôi, rồi từ nay xíu nhẹ xuống. Múa đi. Anh em chuẩn bị chỉnh hàng nha. Nào, lên cái thành này đứng đi, lên thành này đứng đi, chuẩn bị nhảy xuống đi. Lui đi. Lên cái thành đứng luôn, lui đi. Chừng nào nhảy 2 3 nha. Rồi nhúng xuống rồi. Nhúng xuống dữ luôn. Lạnh lạnh dữ. Ê ai. Ê mày đi. Đi được. Rồi hết rồi. Quay đứng lên. Quay quay xuống nước đi, quay xuống nước. Rào xuống ơi, xuống dữ mua ơi. Một đứa muốn đuổi dữ nữa. Xanh voi. Xuống dữ. Kéo xuống. Ngào xuống. Ngào xuống. Ủa sao muốn hết ái thật là cầm lên lách luôn rồi. Cầm lên lách lách lên. Nặng quá hả? Lách não không? Nó rớt ấy, nó rớt, rớt rau à. Không xeo luôn này à. Nó đi dưới nước rồi, đè xuống này để anh thử. A few moments later. Ra đêm lăn lên đi. Ok. Ô, dậy, lại. đêm lên coi nó bị ra giấy rồi. Ai Google đã hư. Giờ mình lấy điện thoại mình quay con lăn siêu khi nhúng nước. Máy nặng à, cái đuôi á vô nước à. Cái đây chung vô nước ngọt luôn á. Lên đây. Quân lên review cái con lăn siêu khi muối dưới nước rồi. Phá miệng uống ngầu. Thử thách phá lăn nha. Lau cái thùng phát ra nào. Nó bị phá miệng ngầu. Rồi ra miệng rồi. Đừng chiếu ra rửa tay đi. Ra rửa tay đi. Kéo cái đuôi lên. Đừng có chà nữa để cho nó khô. Tổng quan là siêu khi muối dưới nước đây. Là nó sẽ bị rách hết giấy nha. Đừng có gỡ nữa. Chưa rách mà. Đó là nó sẽ bung hết giấy tại vì nhưng mà nó sẽ còn cái lốp lốp giải. Nói chung là lăn này tụi mình tự làm thì chất lượng nó kém nha. Đó. Nó sẽ bị ra mèo. Đại khái là siêu kỳ muối. Đúng rồi, hết muối lăn rồi. Khỏi luôn à. Bây giờ mình lẩm lăn ra phơi nắng xíu nữa mình sẽ cầm về nha các bạn. Chứ giờ nó nhẽo quá à. Đem ra kia nè, đem ra ngoài nắng đi. Kéo hết não luôn à. À nhảy xuống đi. Tiếp tục tím hồi nha. Vô. Lộn cho coi. Ok. Quân nhảy xong ba ớt từ đây qua kia nha. Muốn làm gì cũng có hết. Bờ hết chưa? Vô. Trời ơi, nhẽ chưa? À, là hiện tại hồ ba của thầy Tấn vẫn nhận mấy bạn nhỏ
đi học bao. Ủa cái nhỏ đó, bao này đứa hồ rồi mà. Thì bạn nào có nhu cầu muốn học bao, là phụ huynh nào có nhu cầu muốn cho con học bao thì có thể tới hồ bao để liên hệ thầy Tấn mở lớp nha. Đưa 2, 3. Quân thôi nha, quân thôi cậu nha. Hai khô khô hết bị ra mèo à, gỡ đuôi ra đi. Nhìn thử bên chiều nó hư cỡ đèo. Sau khi tụi mình được múa cái gì, được tính free ở hồ thầy Tấn thì thầy Tấn cho đại mấy bạn phòng tôm. Mấy bạn nhìn mình đây nha. Bên tôm. Ủa cái đây là cái gì? Mì cây. Ủa cà cà nữa có không? Ê, đi tính hồ phô ri mà còn lào quá. Cô cho anh nhiều. Bọn các bạn ăn nhìn mình ăn nha. Anh uống nồi xe tém rửa sạch sẽ. Do hai ống là da đen hết á. Bị thiệt hại mấy bạn ơi. Chuẩn bị vô nước rồi. Cái này không biết sao, để mở lên nó rần rần không biết còn phai tiếng không nữa. Nhưng mà vô nước à. Mấy anh cứ ăn đi chứ. Trời ơi, cứ ăn đi. Đây thầy đãi mà. Đây là cái con lăng, đây là chuẩn bị bỏ con rồi, mà nhiều người cứ kêu búa dưới nước thử. Giờ xách búa giờ giục luôn rồi.
đốt luôn hả? Không, gì để đó, để cho ông Quân nó đem gì hết chân, đúng không? Đây thì mắt này là nó đều bị văng xuống nên tụi mình không nên nhúng nước quá nặng nha. Mắt thì nó bị rách hết rồi. Nhưng mà khung thì vẫn còn ok, nhưng chủ yếu là phần lông sẽ bị chóc. Ờ, có thể là lần khu phố năm ở phường Tam Quan, số nhà 26 Trần Khánh Dư, khu phố năm ở gần trụ sở khu phố năm luôn nha. Hồ của thầy vẫn còn đang nhận mấy bạn muốn học bao rồi nha. Nếu học bao thì vô hồ thầy đăng ký. Nếu các bạn thấy video này hay cho một like, subscribe và đăng ký kênh nếu muốn thì mình hay là ai bấm vào. Love is love. Love is love. Adi.